phản bội mình trong chuyện tình cảm kiểu thế. Và cái điều buồn cười là cái cô bạn gái đồng hành của mình biết cái chuyện đó mà đến cuối cùng lại là thủ phạm gây ra một kiểu mà biết được anh dễ tổn thương những cái gì nhất thì dùng cái đó đâm chính anh. Cảm thấy thủ đô không vui lắm là có thể là do anh bị giờ là sao ta, trong tâm lý học gọi là bị sang chấn tâm lý về những sự vật hiện tượng khiến cho mình sụp đổ. Bởi vì đôi khi mình không thể biết được cái mặt trái của một cái người nào đó ấy, tổn thương của họ càng lớn và nếu như họ không thể nói được cho ai thì cái điều nó còn tệ nữa ấy. Khi nào ra Hà Nội em đưa đi ăn thịt chó.